chùa Phật Ngọc hay chùa Wat Belakel, tên chính thức là Wat Belasi Lattana Sasadalam, là một ngôi chùa ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất ở nước này. Chùa tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok, quận Pranakorn, bên trong khuôn viên của cung điện Hoàng gia Thái Lan. Việc xây dựng ngôi chùa này bắt đầu khi vua Phật Vofa Chulaloke Rama I dời kinh đô từ Thonburi đến Bangkok năm 1785. Wat Belakel nằm cạnh cung điện lớn và có tầm quan trọng bậc nhất trong các ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan, được xem như là nhà chùa của hoàng gia với diện tích rộng đến 945.000 m², bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng, và là ngôi chùa duy nhất không có sư sãi. Chùa nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp của nhiều kiểu kiến trúc mà còn vì bức tượng Phật bằng ngọc bích thiêng liêng nhất trong hàng hà sa số tượng Phật trên vương quốc. Không giống các ngôi chùa khác, chùa này không có khu nhà ở cho các vị sư, mà chỉ có các tòa nhà được trang trí, các cảnh linh thiêng, các bức tượng. Nguồn gốc tên gọi Wat Belakel được đặt theo tên của chùa Hoàng Hôn bên Ấn Độ. Xưa kia là một ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ 17, sau được vua Thaksin chọn làm chùa của hoàng gia, đồng thời cũng là cung điện. Điện chính là Ubosot, trung tâm có bức tượng Phật Ngọc. Dù bức tượng này có kích thước nhỏ nhưng tại đây lại là tượng Phật quan trọng nhất đối với người Thái Lan. Các truyền thuyết cho rằng bức tượng này xuất xứ từ Ấn Độ, nhưng tượng đã xuất hiện lần đầu ở vương quốc Campuchia, chư hầu, và được tặng cho vua của vương quốc Ayutthaya vào thế kỷ 15. Bức tượng đã biến mất khi quân Miến Điện đánh bại Ayutthaya và người ta lo sợ tượng sẽ biến mất. Một thế kỷ sau, tượng Phật Ngọc lại xuất hiện ở Chiang Saen sau một trận mưa giông đã xói lấp đất phủ xung quanh tượng. Sau đó tượng đã được đưa đến Chiang Rai, sau đó là Chiang Mai. Nơi đó tượng được hoàng tử Setarirat đưa đến Luang Prabang khi bố của ông mất và ông đã lên ngôi của quốc gia chư hầu đó của Sim. Trong những năm sau, tượng được chuyển đến quốc gia Viên Chăng, chư hầu của Simla. Trong thời gian Hố từ phía Bắc xâm lược, Luang Prabang đã thỉnh cầu sự giúp đỡ của Simla chống lại quân xâm lược. Vua Viên Chăng đã tấn công quân Sim từ phía sau, do đó Phật Ngọc đã quay trở về Sim khi vua Thaksin đánh nhau với Lào và tướng của ông Chakri, sau này là vua Rama I, đã lấy bức tượng từ Viên Chăng. Đầu tiên tượng được đưa đến Thonburi vào năm 1784, tượng được đưa đến địa điểm hiện nay Wat Belakel ở Phnom Penh. Ngày nay được nhiều người Campuchia xem là nơi đặt bức tượng phải ở đúng chỗ của nó, còn người Lào lại cho rằng Hau Prakel ở Viên Chăng mới là địa điểm đúng của bức tượng. Chùa cũng có một mô hình Angkor Wat được bổ sung theo lệnh của vua Naklao Rama III do đế quốc Khmer của Campuchia và Simla có chung nguồn gốc văn hóa và tôn giáo. Nét đặc sắc của chùa, hiện thời viên ngọc lục bảo Đức Phật đặt trên án thờ có chiều cao 11 mét và rất tôn kính. Do cây dù được xếp 9 tầng,
bảo toàn yên tĩnh. Những quả bóng bằng thủy tinh ở hai bên tượng trưng cho nhật nguyệt, mỗi năm có 3 lần. Lúc khởi đầu năm mới, nhà vua chủ tọa thay đổi chiếc áo khoác bên ngoài Phật lục bảo, áo thụng không tay khoác ngoài thắt lông bằng vàng, có nhiều hạt kim cương đắt giá, dùng cho mùa hạ. Chiếc áo điểm lấm đớm kim cương trông có vẻ giàu sang, dùng cho mùa mưa. Và chiếc áo trán lớp men bằng vàng nguyên chất, dùng cho mùa mát. Những bức tường hành lang bao quanh sân của chùa được sơn phết với những tấm bích họa tường thuật hoạt động mang tính chất anh hùng thời Ramakan. Những tấm bích họa được vẽ đều căn cứ vào nguồn gốc suốt triều đại hoàng đế Rama III năm 1824 đến năm 1850, nhưng được phục hồi nhiều lần. Những bức họa tiêu biểu cho câu chuyện khởi đầu bên tay trái, khi du khách rảo bước quanh hành lang mới lĩnh hội được ý nghĩa, những trận chiến đấu mang tính cách anh hùng, những đám diễu hành, v.v. đều được thể hiện tất cả trên những bức vẽ, những phiến đá cẩm thạch được dựng lên những cây cột. Đứng trước những họa phẩm, được khắc lên những bài thơ hay có liên quan đến mỗi tình tiết của câu chuyện. Quy định tham quan chùa mở cửa đón khách hàng ngày từ 8:30 đến 11:30 và từ 13:30 đến 15:30. Bất chấp thời tiết nóng quanh năm ở Bangkok, khách vào chùa phải mặc quần dài. Nếu khách không có quần dài mang theo thì có dịch vụ cho thuê quần dài phù hợp.